Phủ Mỹ ngừng bắt nạt công ty công nghệ Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh đã chính thức yêu cầu Mỹ ngừng bắt nạt công ty Trung Quốc, cho rằng Mỹ đã lạm dụng lá bài nguy cơ an ninh quốc gia để cấm vận và ngăn chặn các công ty này, bình luận được phát ngôn viên cảnh sát của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra hôm 25 tháng 11, chỉ vài ngày sau khi Huawei và ZTE bị liệt kê vào danh sách công ty đe dọa an ninh quốc gia Mỹ. Theo nguồn tin của Reuters, quyết định đưa Huawei và ZTE vào danh sách đe dọa an ninh quốc gia là của Ủy ban Viễn thông Liên bang Mỹ. Theo đó, Mỹ cấm các công ty Trung Quốc sử dụng nguồn vốn 8,5 tỷ đô la Mỹ của chính phủ để mua thiết bị mạng cho hoạt động tại nước này. Chính phủ Mỹ cũng đưa Huawei vào danh sách đen từ tháng 5, sau khi cáo buộc công ty Trung Quốc bị chính quyền Bắc Kinh sử dụng như công cụ gián điệp. Lệnh cấm ngăn Huawei không được phép hợp tác và sử dụng các sản phẩm của công ty Mỹ, kể cả phần cứng hay phần mềm. Do lệnh cấm này, Huawei không được cài đặt Android và hệ điều hành Windows trên thiết bị bán ra thị trường. Huawei đã buộc phải ra mắt sản phẩm mới mà không có ứng dụng và dịch vụ Google. Sản phẩm gần đây của Huawei là MatePad Pro, cạnh tranh với iPad Pro, chạy bản Android miễn phí không có ứng dụng Google. Thiết bị này chỉ dành cho thị trường Trung Quốc và chắc chắn không được bán tại thị trường khác, trừ khi căng thẳng với Mỹ được giải quyết. Chính phủ Mỹ gần đây bắt đầu nới lỏng lệnh cấm bằng cách tạm thời cấp phép cho công ty Mỹ, trong đó có Microsoft, được hợp tác với Huawei. Điều đó có nghĩa Huawei tạm thời được cài đặt Windows trên sản phẩm PC. Tuy nhiên, lệnh cấm nới lỏng không nhắc tới Android. Google và huawei chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về khả năng sẽ cấp phép tạm thời android